I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Sissy. Thì hôm nay khi mà mới tới Kim Minh Thao là mình nhận được một cuộc gọi. Mọi người biết đó là gì không? Yeah. Một hộp quà rất là to, nhìn màu tím đã thấy đẹp rồi đúng không mọi người? Thì hôm nay là nhân dịp kỷ niệm mừng thứ 38 của Logitech. Thì là mọi người cũng biết là Logitech là một nhãn hiệu rất là nổi tiếng, một nhãn hiệu đến từ Thụy Sĩ. Thì là mình rất tò mò, không biết là bên trong đây sẽ là một cái gì đây. Mọi người cùng xem inbox nha. Hú hà. Ui, đã quá mọi người ơi. Đó thì là bên trong y. Bên trong đây là Logitech. Ôi, còn có cả thư cho tôi nữa nè. Kính gửi Sissy, Logitech mong muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các khách hàng và coach thân yêu của chúng tôi trong dịp chào mừng kỷ niệm 38 năm kinh doanh. Thành lập vào năm 1981 ở Lausanne và Thụy Sĩ, nhanh chóng mở rộng đến hung lũng Silicon. Chúng tôi đã mở rộng và chuyên môn lẫn trong thiết kế sản phẩm và phạm vi toàn cầu, với các sản phẩm được bán ở hầu hết ở các quốc gia trên thế giới. Và Logitech đã phát triển thành một công ty đa thương hiệu, thiết kế các sản phẩm mang mọi người lại với nhau thông qua âm nhạc nè, chơi game, video và cả điện toán. Và những thương hiệu của Logitech thì bao gồm có như là Logitech Ultimax Ear Jabot, Blue Microphone, Atros Gaming và Logitech Z. Và để ăn mừng ngày kỷ niệm này, chúng tôi muốn chia sẻ một số sản phẩm không dây bán chạy nhất trên thế giới. Và trân trọng, Monai De Zen, giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á. Mọi người biết tôi ngồi dịch tấm thiệp là bao nhiêu không? Bao nhiêu tiếng không? Đậu xanh đó. Một tiếng đồng hồ kêu mà tôi phải dịch như thế này. Đây, bút qua đầu tiên tôi sẽ khui cho mọi người thấy một con chuột M185 Talon Thần. Rất là xinh. Yeah. Dễ thương quá mọi người ơi. Nhỏ xíu à. Ôi, bấm thích thật. Không biết con chuột mình nó đang bị double lít. Cái tự nhiên có một con chuột mới nữa, hay quá. Nè mọi người thấy không, rất là dễ thương. Bấm siêu đã. Ui, nhỏ xíu luôn á. Tại vì tay mình tay nhỏ. Thích quá. Còn đây, món quà thứ hai, con chuột M170. Yeah. Yeah. Hình như chuột này cũng là hai con chuột được tặng là hai con chuột không dây luôn mọi người à. Ui thích thế. Ôi, như chiếc trứng vậy. Rất là dễ thương. Này con chuột này nó dẹp mọi người à. Nó dậy là dẹp. Nhưng mà mình thích phòng phòng một tí xíu. Nó dễ thương quá à. Rất là đã luôn ấy. Bấm mọi người kêu không. Ui à, thích quá. Nhưng còn đây là chắc là món quà cuối cùng. Một bàn phím MK270R gì ấy. Đây. Ôi, thích quá. À, lại đây một con chuột. Cái gì vậy? Cái con chuột này là chung với cái bàn phím này ấy. Thích nha. À, dễ thương quá à. Đây một bàn phím đó. Ui u
Ôi, cảm ơn nhãn hiệu Logitech. Như là hết rồi mọi người ơi. Hết rồi. Còn tặng mình cái nơ có con chuột nơ máy nữa nè. Cưng dễ sợ. Ui. Ok. Thì là mình khui quà xong rồi nên là mình thấy những sản phẩm này khá là phù hợp cho giới văn phòng các bạn nha. Mọi người thấy không? Sử dụng rất là êm tay luôn ấy. Và mình cũng cảm thấy rất là tiện lợi. Mấy con chuột này siêu xinh luôn nè. Đây là những sản phẩm như là bàn phím MK27R nè. Chuột M170 và chuột M185 đó là những sản phẩm này là được bán trên các cửa hàng toàn quốc luôn nha. Thì khui quà đã xong rồi, xuống quá. Cảm ơn mọi người đã xem clip này và nhớ like và subscribe cho CC nha.